Hi, hi, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay lại với channel của mình. Và bây giờ mình sẽ quay đường Trần Kiên cho các bạn xem. Đường này là Trần Kiên này, rẽ vào thì rất phố nha các bạn. Thị trấn. Đây là những ngày 3 Tết Canh Tý. Kiên này nó dài lắm, mình cũng đang đi trên con xe đạp ở sân bay hồi cấp ba mình đi học đó. Trên đường bây giờ đất phủ ít xe đạp lắm, cái lại Tết rồi học sinh cũng nghỉ rồi, cái lại đa số hôm nay người ta đi toàn học sinh rồi, người ta đi xe Honda luôn á, rồi xe đạp điện ít khi mà đạp xe lắm. Về năm nay có nhiều thay đổi, đất phủ lên thị xã. Tao đạp lại nó mệt kìa. Có là chúng ta lên dốc nữa chứ. Quay hai xe lầm. Thôi các bạn thấy phía trước không? Nó sẽ là cái đường binh này. Mà đi xe gặp cái thư viện. Thư viện huyện Đức Phổ. Thư viện này thì chưa hoạt động nha các bạn. Mới cái thay xong mà. Có gì ta? Hình như có rồi sao nhớ. Có rồi nhưng mà chưa đầy đủ nữa sao. Đó, cái đường này là các bạn có thể lên được cái núi núi vàng á. Có một đường bê tông trước á, cho trong lên luôn. Đường bê tông chạy lên đó. Lên núi. Và bên này người ta đạt biển cấm rồi và rộng chán thành không cho đi nữa. Nói được Trần Kiên rồi, nó dài từ Vũng Nhiên nó dài xuống mấy cái luôn vậy. Trước sẽ là những món nhậu. Nó rất nhiều xa luôn. Wow, số dốc thôi. Tận hưởng những thành quả nãy giờ. Lên dốc. Thế bây giờ số dốc. Các bạn thấy không, nãy giờ toàn hay đi xe máy không à, cái xe đạp đó học sinh mới ai đi được xe máy không. Rồi thì tới cái bộ binh là hết đường Trần Kiên nha các bạn. Ôi, xin chào tạm biệt mọi người và hẹn các bạn ở những clip tiếp theo.